Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải mọi người. Và Duy Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải cũng trong ban Khải cho đến bây giờ thì Khải có một số lời muốn nói với tất cả anh em trong ban á. Anh em cùng nghe và cái gì cảm nhận và đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha. Ok anh ơi, em ơi, ok. Cho em xin phép 2-3 phút thôi anh em. Nói chung là tất cả dựng lão hôm nay đầy đủ rồi. Thiếu mình mỗi anh Lý Quỳ thôi. Thì anh Mão không biết anh có còn trên này không? Kéo anh xuống luôn này. Lô lô, anh Mão có đó không anh Mão ơi? Rồi chắc đi đâu rồi. Kiểu này chắc có gì đó chắc anh em cũng bàn lại anh Mão một tí. Bây giờ mình cũng muốn đầy đủ hết anh em nhưng mà không có thôi. Rồi. Nói chung là Mão sẽ không về được anh em mình cứ đúng rồi. Mão đi. Ok anh. Rồi nói chung thì bây giờ á, nói thiệt với tất cả anh em á, thì tất cả anh em mình trong Discord ngày hôm nay á, và em cũng làm cái video này luôn, tại vì chắc chắn với anh em rằng sẽ có rất là nhiều anh em trên kênh của em hỏi lý do này nọ như thế nào. Thì hôm nay đây là cái cuộc bàn cuối cùng của anh em mình, cũng như là đâu vào đó thì anh em mình chắc chắn là mỗi người một nơi. Thì trước khi vào vấn đề thì em chỉ nói và anh em đủ hiểu. Và bây giờ thì chuẩn bị đây. Nói chung thì anh em mình đã trôi qua hơn 7 tháng rồi anh em. Server này đã tính ra là gần 7 tháng rưỡi rồi. Thì anh em mình chắc gắn bó nhau bèo bèo cũng được 5-6 tháng đấy, không biết đâu. Thì tình cảm như thế nào thì mỗi người anh em tính tình mỗi người ai ai cũng biết hết rồi. Thì giờ Khải cũng ban chủ mà, thì ban mình có mạnh có yếu thì cũng nhờ vào tất cả anh em cả. Và tiếp tục đó là Duy là phụ Khải, là nói chung là 100% rồi. Nói chung là như cánh tay trái Khải rồi. Còn tất cả anh em cũng như vậy thôi. Thì hôm nay Khải thông báo anh em là hôm qua là ngày cuối cùng của giải đấu thiên hạ nhất bang rồi. Thì tất cả 40 anh em hôm bữa đã Khải lên phòng thông báo này. Anh em nào hôm bữa có đánh cái trận đầu tiên á, cái trận thứ hai không tính nha anh em. Tại vì trận thứ hai chỉ có hai mấy người thì đó không cần nói đâu, trận đó coi như mình bỏ đi. Trận đầu tiên thì 40 người, với lại trận thứ hai cũng đầy đủ không thiếu gì hết. Nhưng mà mình thiếu người thôi, không nói. Thì trận đầu tiên của mình là 40 người. Tất cả 40 người của mình, anh em mình tham gia trong trận đấu thiên hạ nhất bang. Thì sắp đến đây Adder Bernardo sẽ phát cho tất cả anh em mình 100 kim. Và 100 kim này Khải sẽ chia đều cho tất cả 40 người tham gia trong buổi tối hôm đó. Thì trung bình mỗi người sẽ được 2 kim 5 đó. Còn những người ví dụ như là Khải mượn này, Khải mượn bên bang ACE này, Khải mượn Việt này, Khải mượn bà Tăng Lóc này, Khải mượn Trường, Khải mượn OLED này, Khải mượn tất cả những người Khải mượn, thì Khải vẫn phát lương cho người ta đầy đủ. Nếu như người ta không lấy thì Khải sẵn sàng bán lại số kim đó, Khải donate lại cho người ta. Coi như là cái đó là tinh thần anh em giúp qua đồng kết, giúp qua giúp lại. Đó. Thì cái vấn đề đầu tiên đó là Khải nói cho anh em thấy cái hợp lý không? Cho anh em trưởng lão cũng như anh em bên dưới cho Khải ý kiến thử anh em. Được rồi. Đó. Giờ kia có gì không? Thì em đang muốn cái nào cũng vậy thôi anh. Mình mượn người ta thì mình mới có ngày hôm nay. Thì ít hôm bữa đó em mượn ít nhất phải 7-8 người á. Thì cũng như là Duy mượn 1-2 người nữa. Thì em nghĩ là mình nên dạy nó mới hay hơn. Thì anh em đồng ý là ok. Không biết anh em bên dưới có ai nào có ý kiến nào khác hơn nữa hay không. Còn không có thì em tiếp tục qua vấn đề thứ hai. Ai có ý kiến thì giơ tay nào. Còn không thì em xin phép qua vấn đề thứ hai luôn. Thì bây giờ tiếp tục vấn đề thứ hai. Thì hiện tại ban mình á, theo như anh em xem thường xuyên nhật ký ban của em hay up lên trên phần nhật ký ban á, thì đến ngày 16 này, chậm nhất là có thể là ngày 17-18 này, Adder sẽ chắc chắn với anh em rằng một câu rằng sẽ phát cho ban mình thêm 75 kim. Và 75 kim này và kèm theo từ bây giờ cho đến lúc mình nhận 75 kim đó thì hoạt động ban mình còn dư thiếu đủ bao nhiêu em không biết. Nếu mà còn dư ví dụ như dư 20 kim, em sẽ cộng thẳng vào 75 kim đó. Là ví dụ còn 20 kim nha anh em, tại vì còn đến 5-6 ngày nữa mình mới nhận được cái 75 kim kia. Thì ví dụ như mình hiện tại bây giờ trong ban mình còn khoảng hơn 30 kim thôi. Thì nếu hoạt động đến lúc đó còn 20 đi thì em sẽ cộng vào là thành 75 kim. Và số 75 kim này á, em sẽ phát hết cho tất cả anh em hoạt động từ tháng vừa rồi đây. Có ai có hoạt động từ đầu đến cuối em sẽ chia, em đều phát hết. Em không giữ là 1.000 luôn. Tại vì sao? Tại vì em chơi nhiều server rồi. Những cái tình trạng như này á, mà vì sao hôm nay em cũng làm lại video, em đều phát hết. Nhưng mà em không hiểu tại sao cứ có người ra ban lại bảo em là ban chủ ôm tiền của anh em này nọ. Nhiều khi em không thích, nên là em cái nào cũng rõ ràng vẫn được. Một là 1-2-2. Chứ em không phải là em ăn của anh em 1-2 kim, em không có giàu được. Đó. Như hôm qua em có nói chuyện với Duy với anh Mẫn, thì nói thiệt là tính em rõ ràng lắm. Cái nào ra đó, tình cảm là tình cảm, còn vật chất là vật chất. Anh em ăn đồng chưa đủ, em không hơn ai. Và Duy cũng không hơn ai, và tất cả trường lão không hơn ai. Đó thì em nói là ví dụ như vậy thôi. Sắp tới đây em nghĩ chắc là khoảng ngày 17-18 sẽ có. Thì quỹ ban mình còn bao nhiêu em sẽ phát hết cho tất cả mọi người. Đó thì không biết anh em nghĩ như thế nào.
Tại vì sao em phát? Nói chung là em với anh em đã theo đến nhau đến nay là hơn 6 tháng rồi anh em. Nhưng mà cho đến bây giờ em cũng như là Duy, trưởng lão này, trưởng lão nọ và tất cả anh em đang trong bang đang rất là có một cái sự vấn đề là tâm thần, hoặc là cái tinh thần đi, mình nói lậu, tinh thần đang đi xuống. Nên em không, em với Duy không thể nào mà, cũng như là anh em trưởng lão đang còn lại ở đây, không thể nào mà dẫn dắt nổi anh em nữa. Thì em với tất cả Duy thì dưới phát thì Quân Anh Mẫn cũng nói bàn nhau rồi. Em giờ em cũng hết đường rồi anh em ơi. Em bao nhiêu cố gắng của em, từ cái đợt trước gộp server em là rất cố gắng rồi. Em đã kéo được hơn 35-36 ạ, gần 4 giặc tay vào trong này. Em rất là vui. Nhưng mà em không hiểu lý do tại sao đúng vào ngày 1 tháng 6 là bụp 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 6 bị ông ra hết bang rồi. Từ lúc đó trở về đâu, tất cả mọi cái gì đó em cảm giác tinh thần và cũng như là động lực của em đều đi xuống. Nên em hôm nay thay mặt cũng như là thay mặt Duy, cánh tay trái của em cũng tất cả anh em trưởng lão, chắc là sau cái đợt này chắc em cũng rời đi vị trí khác. Em sẽ không làm ban chủ nữa. Em sẽ, anh em nào mà muốn đi theo em thì anh em cũng đi qua bên kia, còn anh em nào không muốn thì thôi, cái đó quyền của anh em. Em không có kéo anh em được. Thì anh em thấy như thế nào? Chứ em thì đến bây giờ thì em hết đường rồi, em hết sức rồi, hết sức lực rồi. Bên nào kìa, anh ấy đang hỏi anh đi bên nào kìa. Đi bên nào thì bây giờ anh chưa nói được, đợi phát xong anh sẽ nói. Okay. Ừ, đi bên nào thì bây giờ Khả chưa nói được. Nhưng mà trên tinh thần ý chí là vậy, chứ hiện tại bây giờ nếu mà đỡ mà giữ lại cái bang này mà đỡ chơi vui vẻ như lúc đầu nữa thì Khả cảm giác là không được nữa rồi, khó rồi. Đó giờ anh em trong bang này, trưởng lão mỗi người nói tiếng thử như thế nào cho anh em, cũng như là những người anh em đã lôi kéo vào. Em mỗi khi em đã đi á, em rất là buồn, tại vì lý do vì sao? Em lôi kéo vào trong cơn em rất là nhiều anh em luôn. Mà bây giờ em đi, tại vì lý do vì sao em đi? Trong bang không còn ai chơi nữa thì em chơi với ai? Đó, rồi đơn giản, từ trưởng lão cũng ra bang, từ trưởng lão cũng ra bang, rồi người thường dân anh em thường cũng ra bang, mà ra bang không có lý do gì hết. Cảm giác nó đi xuống tinh thần lắm anh. Giờ cho có bây giờ em cũng thiệt đỡ, em làm lại cái bang không làm được nổi nữa. Bây giờ thì tất cả anh em trưởng lão cứ lên ý kiến đi. Rồi theo ý kiến em là như vậy, nhưng mà em đã nói ra rồi là em sẽ làm, chứ em không bao giờ em bỏ ý kiến này nữa. Đó, anh em nào có ý kiến nào lên thử ý kiến đi nè. Đó, em quyết định vậy đó. Giờ anh em rồi Duy rồi mọi người lên tiếng thử nói sao, nói chung chứ giờ em thì em không biết đường nào nữa rồi. Từ cái đợt mùng 6 đến giờ là em cảm giác rất là nhiều rồi. Thì không biết anh em như thế nào, anh em cứ nghĩ đi. Đó, quyết như thế nào. Ví dụ như giờ tính này, trong bang này 15-20 người này, ông nào muốn đi bang nào, anh nào muốn đi bang nào thì cứ tự động lôi kéo với nhau đi. Rồi lúc đó em phát xong xuôi đầu hết thì mỗi người đi hướng nào đi. Lúc đó thì nói chung là anh em vẫn là anh em. Sau này nếu có dịp thì nếu mà qua server mới có thể chơi chung em thì sẵn sàng qua chơi em, còn không em thôi, chứ còn cái đó em không ép được. Đó, giờ anh em cứ tính sao tính. Còn anh em hỏi em đi bang nào thì em vẫn chưa quyết định được. Nhiều khi có người, nhiều khi em nghĩ luôn. Đó, em không biết em đi bang nào. Giờ nhiều anh em anh Mẫn đồ có đó, anh Mẫn rồi. Đây, anh Mẫn đồ anh Phát rồi đi. Những người anh em lớn của em này đó. Thì em là tôn trọng rồi tất cả tụi anh, chứ phải em phải tầm bậy. Em mà em đã tầm bậy là em không cần nói chuyện như ngày hôm nay đâu. Thì anh em cứ anh ý kiến rồi này. Anh cứ anh suy nghĩ. Nói chung là mà anh em thì anh không biết, còn anh vào đây anh chơi là anh chơi kiểu xa chết mà. Đúng anh rồi. Không có đặt nặng cái vấn đề gì là chơi bời hay làm gì mà kiếm lời trong game hay là để em có cái gì cả. Có nghĩa là anh vào đây anh tìm tiếng cười thôi, niềm vui tiếng cười thôi, chứ anh không ngoài cái mục đích ấy ra anh không cần một cái gì hết, em hiểu không? Đấy, nên là nếu mà anh em không ấy được thì một là có hàng, nếu em đi một cái server này hoặc là một cái nào đấy mà anh nay đến Tết, mà chắc là nay đến Tết anh cũng bận đấy, chắc anh bảo là anh online nó không được thường xuyên, nhưng ví dụ như mà anh có rảnh thì lên, thì nếu mà anh em còn ở trong cái server này thì anh ở đâu mà cảm thấy mà còn nhiều cái người cũ trong bang mình anh sẽ đi. Đấy, chứ anh cũng không nhất thiết là anh phải đi bang này hay đi bang kia, anh cũng không quan trọng. Anh quan trọng làm sao mà anh có cái sự kết nối được. Đúng nói rồi. Anh em từ trước giờ chơi nói chuyện với nhau mà anh cảm thấy vui vẻ trước giờ đấy thì là anh đi. Chứ còn anh cũng không quan trọng là phải đi vào băng mạnh hay băng yếu hay băng nào. Băng yếu anh cũng chơi được, băng mạnh anh chơi được, anh chơi anh có cần gì đâu mà. Đó, anh chỉ cần có tiếng nói của anh em mà mỗi lần lên cười đùa với anh em là anh vui thôi, chứ anh không quan trọng cái gì cả. Đúng rồi. Đấy, anh chỉ cho nêu qua cái quan điểm của anh vậy thôi. Với hai nữa là cái chuyện mà từ nãy em đề cập vấn đề là khi mà em chia giữa bang nọ kia mà sợ anh em ôm cái đấy.
thì anh nói với Khả này, người ta khi mà người ta không thích mình cái gì ấy thì người ta nói bất cứ điều gì, miệng lưỡi thế gian nó khó lắm em ạ. Dạ đúng rồi. Em bị nhiều rồi, em bị nhiều lắm. Còn anh em mình sống chung với nhau bao nhiêu tháng trời đây rồi thì tính cách ai như thế nào hay là như thế nào thì anh em biết hết rồi, chứ không cần cái đấy em, không cần đấy đâu. Vì khi người ta không thích mình thì người ta nói sao thì anh nói kệ người ta đi. Rồi đó. Ok anh, ok. Đấy thôi đấy, còn anh em như thế nào đấy thì cứ lên ý kiến đi. Đúng còn rồi. Anh thì vấn đề anh chỉ có như vậy thôi. Nghĩa là anh không đặt nặng vấn đề là nọ kia nên là anh em cứ thoải mái đi. Thì cứ thoải mái thôi, nói chung vấn đề đâu. Nhưng mà anh em mình rõ ràng. Bây giờ nha, đến là nha, bây giờ cho hỏi tất cả anh em trong cái Discord này, ai muốn ở lại bang chơi, vote lên một cái phím 1 cái. Ai vô game được phím 1 anh? Thật đâu có vô game được đâu. Có vô game được đâu. Má thằng tí bấm phím 2 luôn à? Anh nhá. Ai muốn ở lại cái bang này giữ cái bang này chơi để biết. Không, đang xem không. Stream của anh Mẫn vào đâu. Đây nói thật với anh em, những ngày xưa mà mới đầu tiên vào đấy là đi sang Việt Nam bên ba ngày có mấy ngày thôi, nhưng buồn nếu chịu được lại phải về với anh em, vì mình vào đây mình vào nói chuyện anh em nó vui con mẹ ăn rồi. Bây giờ mình đi sang một cái bang khác mình đỡ khó nữa, chứ còn chẳng cần phải đi vào một cái bang nào để chơi cả đó. Cái là cho em ngắt lời anh Phát, cái anh bắn được cho em ngắt lời anh Phát đó. Cái đó là cái lý do của em, tại vì sao bang mình đi từ yếu lên mà em không gột vô bang khác. Đó là cũng là một lý do giữa em với gì không muốn đi gọi bạn khác. Đó lý do anh Phát vừa nói đó. Tại vì nói thiệt anh em nha, hôm nay á, Khả nói ra cái hôm nay anh em mình họp hôm nay á, chắc chắn anh em rằng một câu này, anh em không bao giờ mà chặn được. Anh em có đi bạn nào như vậy, không có bạn nào vui bằng bạn này, bảo đảm với mọi người luôn. Anh em nếu mà Khả nói sai á thì anh em sau này có thể lên kênh, ơi Khả ơi ông nói sai quá, thì anh em có thể comment Khả bảo đảm 100% là anh em mình. Tại vì sao vui? Vui là vì mình đi từ nhỏ lên lớn lần. Hôm nay được rất là do lớn, tự nhiên mới gấp được, mới đạt được 70-80% nhân nhưng bung ra không phát. Tại lên bây giờ còn 30-40% cái cố gắng của anh em đi đâu hết mất tiêu luôn. Đó là cái em đang nói chỗ anh Phát đang nói đó. Em là em học hẳn luôn rồi. Là em thôi, em hết đường rồi. Đó như anh Phát mới nói đó, em đang nói chỗ anh Phát đấy. Anh Mặn nói tiếp với anh Mặn ơi. Bây giờ nha, bây giờ ai cũng muốn ở lại cái bang này chơi đúng không? Thì anh nói với Khải như này, bây giờ bang không có giải tán nữa, anh em cứ thế mà chơi, cứ tèn tèn mà chơi. Để anh muốn anh em tất cả ở đây ấy, nó khi nào mà anh em nhảy server thì làm bất cứ một cái gì ấy, nó có một cái nền móng, mình thất bại ở đây thì mình đứng lên ở chỗ khác, chứ không phải là lúc nào mình cũng đứng ở đây như thế này cả. Ví dụ như anh em có nhảy F7 đi, sang qua đấy có 5-7 người hoặc là chục người, 15 người ấy, nó có một cái nền móng. Anh em thích chơi kiểu gì anh em chơi thoải mái. Còn bây giờ nó cũng cuối server hay là đầu server thì anh không nói, chơi để giải trí. Còn anh em đã quyết định ở lại ấy, thì Khải giờ anh nói thẳng luôn, Khải lại phải cầm bang. Còn Duy ấy em giờ cái ạc chưa bán này, anh nói thật với Duy luôn, thôi anh kiếm cái ạc này không chơi, không chơi. Ừ, thì đấy anh Mặn nói xong chưa? Em nói này, không chơi. Nói chung là anh Mặn nói thì cái đó là một khía cạnh đầu thôi thì được, chứ bây giờ đã lỡ rồi anh. Em thiệt anh nha, đơn giản như anh này, giờ một cái ly này, một cái ly hay một cái chén cầm tay này, anh đập với bung suốt anh bỡ rồi, giờ anh ghép lại. Em thiệt anh đó, nó đã xảy ra, anh có ghép cỡ nào nó cũng không được hàng gắn như phút ban đầu, bảo đảm với anh luôn, đúng chưa? Anh em thấy Khải nói câu này đúng chưa? Nên là em nói thiệt, em rất là mong, tự nhiên em lúc mà gộp server em rất là mong là đủ anh em mình có thể. Tại vì sao 2-3 ngày đầu tiên mình quýnh được thiền tình, mình quýnh được ma giáo, mình trả thua nào, mà tại nhiên tất cả tự nhiên lủi lần cứ 2-3 ngày đi, 2-3 ngày đi là nó đã đổ vỡ hết rồi anh ơi. Không thể nào làm lại được từ đầu, em thiệt anh luôn. Nên là em và Duy thì cũng hiểu cái kiểu đó rồi, nên là xác định rồi là bây giờ là em chỉ hướng đó thôi, chứ em không cầm bang ở đó anh Mẫn ơi. Nếu mà anh em nào muốn làm bang thì anh em có thể mua một nhạc vòng kiếm anh em ra anh em làm, chứ bây giờ anh em có giữ lại cái bang này á, bảo đảm với anh em không có lấy được auto đâu, bảo đảm với em luôn. Chỉ có em thôi, còn anh em không lái được auto đâu. Còn anh em nào có ý kiến nào nữa lên luôn anh em ơi. Đó, của anh Bẩn ấy là không được anh Bẩn ơi, không lái được. Em nghỉ Tết à? Đó, nên dần gần này thời gian nghỉ Tết này, em mới lên em nói luôn ấy. Tại vì chắc chắn là tầm này thì thôi, cho anh em mỗi người một phương đi. Anh em thích đi bằng nào anh em đi, miễn sao trong thời gian Tết này anh em được thoải mái vui vẻ với gia đình,
đó. Còn cái dịp nào đó anh em mình có thể gặp lại thì có thể gặp lại thôi, tại vì em đã livestream mà, em server nào em live cũng được đó. Em chỉ buồn là buồn vì anh em thôi, anh em không làm ban chủ nữa anh em sẽ bị buồn, bảo đảm với mọi người luôn, anh em sẽ rất là bị buồn tại vì anh em đi chỗ nào cũng không được vui, bảo đảm luôn. Còn em thì em chơi chỗ nào cũng được, em ra server nào em chơi cũng được. Tại vì sao vừa rồi, S6 nó ra em không chơi, em tại vì sao em không chơi mà em lại đi từ đầu tư em mua áo nhu tình này nọ các kiểu nào điểu, trong khi đó Duy nó cũng đầu tư các kiểu nào điểu, Duy cũng đầu tư xong ngay, mới đầu tư mới nói gì đâu sao sao, Duy mới đầu tư chưa được 3-4 ngày bụp 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 ao ban hết tinh thần là nữa mà chơi đó. Nên giờ theo em nghĩ là giờ chỉ có mọi người mọi hướng thôi, không bao giờ mà nghe theo cái hướng của anh Mẫn được nữa anh Mẫn ơi. Còn anh em nào có cái ý kiến nào nữa anh em, anh em ráng hoạt động tầm tuần quay đầu nữa rồi em sẽ phát hết cho tất cả mọi người rồi xong. Còn sau khi anh em đi ban nào thì anh em cứ đi thoải mái, rồi anh em cảm thấy nhớ thì anh em có thể quay về lại đi có anh em trò chuyện chém gió hàng ngày. Khải thấy nó khá là bình thường chứ không phải là anh em đi ban nào ban nọ khải kích đâu, không 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 bao giờ khải kích à. Cái Discord khả xưa giờ chả bao giờ kích ai, trừ khi ai vô chửi này chửi nọ tào lao sợ bay mới kích thôi. Còn anh em nào đã vào thì khải không bao giờ kích, hoặc là anh em tự ao thôi. Bảo đảm với mọi người, xưa khải chưa kích ai, anh em vô chơi vui vẻ xong tự nhiên tự ao thì cảm giác anh em không thích thì anh em tự ao thôi. Chứ còn anh em đã thích anh em cứ đỡ lại cái Discord, lâu lâu anh em quay lại nói chuyện vẫn hợp lý. Tại vì cái Discord này khả chơi tầm này là hơn 3-4 server rồi, vẫn là một Discord này anh em cứ hỏi minh chứng sống gì nè, để chơi khải biết nhiêu server rồi, 4 server 3 server đó anh em. Mà tại sao khải không kích cả thằng Trung Vegeta này nọ nữa, Hải vlog này mà Trung rồi OLED này không bao giờ khải kích. Anh em mến thì vô vô nói chuyện, không thì thôi không có kích ai chi. Có hiện tại giờ hai vấn đề em nói là như vậy, còn anh em thấy cái thắc mắc như thế nào thì lên tiếng, còn không thì thôi anh em ơi là xong chứ khải không có nói nhiều nữa. Giờ anh em nào có ý kiến nào nữa lên mic, ví dụ như anh Út 10 này nói em câu này, sao bỏ đi vậy. Nhưng mà cái đó là lý do em, anh Út 10 đang cảm giác khá là buồn. Anh Út 10 lên ý kiến thôi, Út 10 ơi. Út 10 ơi. Cũng biết lên đó. Đó thôi. Bây giờ ai đi thì đi, mình cứ chơi bình thường chứ coi đâu ai nói ta. Miễn anh em không anh em tin tưởng là được rồi, có gì đâu. Trời. Làm đồ thức. Nói chung là thì đương nhiên ai có người này người kia chứ không giờ mà hết. Anh em nào đi cứ đi, anh em cứ ở đấy. Thế còn mà nếu không phải mua nhờ auto ấy thì anh em sẽ ở lại tính tiếp, còn không mua được auto thì anh em phải tính tiếp. Không được, không được. Anh em lại chơi nói chung em ở lại không ngáo được thì ở mà anh em nào đi phải lần đầu tiên thì sẽ ở lại, còn ai đi thì cứ đi. Giờ được một người. Vấn đề là anh Khải là... Chưa đến là chưa biết thì tính tiếp anh nhé. Thì đợt này bận rộn thì được mà không đi cũng được, rất là khó. Nói chung là anh là đại còn không biết về game, còn không biết... Mít của anh Thức, à lách quá. À, anh mới tháo đồ rồi nhé. Mít bị lắc. Mít lắc quá, mít lắc. Anh nào ạ? Ừ. Nào này làm mình xoay thì... Tháo đồ rồi nhá, em biết anh định làm gì. Hà đâu Hà, Hà mới nói gì Hà? Ừ, em thì... Em thì như em thấy thì là hiện tại là anh không muốn cầm bang nữa, anh khác luôn. Đâu anh mới phải nói anh em. Không thì em không hỏi thật đấy. Là anh không muốn cầm bang nữa, anh muốn đi bang khác họ hay là như nào? Anh muốn nghỉ game luôn chứ, thằng này đi bang khác làm gì? Nói vậy là anh đi bang khác làm gì em? Lý do là vì sao nãy anh cũng nói hết em nghe rồi. Vâng. Anh cố gắng lắm, anh ráng là... Tại vì sao mỗi lần hoạt động anh vẫn nói là anh em ráng đi, anh em mình chơi vui. Tầm này em thấy rất là hành hạnh, rất là vui, rất đoàn kết là quá hay rồi. Là em chỉ muốn là anh em cố gắng thêm 5-6 tháng nữa mình đi F7 luôn, em thiệt. Có cái nền móng qua đó mình dọn sạch luôn, nó sướng lắm. Mà anh em không làm được thì anh không thể nào mà làm được nữa hả, em hiểu không? Vâng. Sao mà làm được? Đâu phải giờ tí giờ như Khải nói vậy á thì chẳng lẽ giờ nguyên một cái ban gì mà có mấy người ra ban, có mấy người đó ra ban nói là mấy người này đều theo hết, người này đều theo hết sao? Kệ người ta nói thì nói, kệ người ta chứ có gì đâu. Miễn anh em chơi vui vẻ, thấy vui vẻ là ở lại chơi bình thường có gì đâu. Thôi anh ơi, bình thường vậy là bình thường. Anh em nói vậy cái vấn đề nó đơn giản lắm, còn em này, một người cầm đầu ban này. Mà anh cứ nghĩ đi, anh là anh ví dụ anh thành viên bình thường thì anh không có những cảm xúc được như em đâu, anh cũng 10. Anh hiểu không? Anh phải hiểu được cái vấn đề là em đang gây giận rất là mạnh mẽ luôn. Đùng phát. Em đâu có nói năng gì đâu.
đi cũng chả nói em một câu hết cái tôn trọng của em đâu, cũng chả là cái gì. Em cảm giác anh thiệt chứ không còn gì nữa đâu anh ơi, nó thiệt là cho đến bây giờ thì em cảm giác nó rất là hụt hẫng, không có thể làm gì được nữa luôn. Hôm qua em kia là em tự được hoạt động ngày ngày 10 rồi, ngày 10 là hôm qua em kia rồi, hoạt động tự động cuối có 10 act 12 act thì em vẫn nói thôi, cố gắng đi anh, cố gắng thôi anh em. Nhưng mà xong rồi cũng người này người nọ cũng ao bang này nọ thôi. Nói chung là hiện tại bây giờ thì em không thể nào mà cầm được nữa. Còn nếu anh em nào muốn tự ra lập một cái bang đứng đầu lên dẫn dắt anh em thì anh em có thể ra ngoài anh em lập. Còn cái bang này bảo đảm anh em là ngừng tại đây rồi. Còn nếu anh em nào muốn đi cùng em qua bang nào đó chơi một thời gian nữa đợi S7 thì anh em đi cùng với em. Hoặc là anh em muốn đi bang nào tùy việc anh em không ép được. Nhưng mà nói về vấn đề kia là em sẽ rõ ràng chứ anh em hết, em không có thiếu ai 1 ngàn nào hết. Đó, trước khi ra đi thì mình phải vui vẻ. Đó, chứ anh Úc 10 đừng có nói là do vì em, không có, không phải do vì em. Em là người livestream nè, em là người dẫn dắt anh em nè. Hôm nay tại sao không đánh được thằng kia là em như đó em đã khó chịu rồi, anh phải hiểu vấn đề đó. Mấy ngày đầu gì là đánh độ thì đánh sướng. Xong rồi xong, đó lúc anh em tự hiểu thôi. Không còn một ai. Vừa lái xe vừa nghe Khải bình luận luôn á. Ok Hồng ơi, chung là buồn, em là người buồn nhất này, chứ anh em đừng nghĩ em không buồn đâu. Cái video này em làm em vẫn up lên trên mạng để tất cả mọi người đều hiểu lý do ngày hôm nay tại sao như vậy. Đó, em làm hết tại vì là em không có sợ ai hết đó. Còn anh Úc thì nhiều khi anh Úc hiểu sai vấn đề em chỗ đó. Còn anh em nào nói, được nói thì lại, ai bây giờ ai thích chơi ở lại thì ở lại, còn nếu mà ai cảm thấy nghi ngờ thì cứ được ra bang ở lại đâu. Không anh em ở lại không được đâu, biết sao không, ở lại là đầu tiên này anh em không có tu này, anh em không có tiền hoạt động này, lấy gì đỡ anh em hoạt động. Mà anh em không đủ thành viên thì anh em không được lương quá đơ thì anh em lấy gì đỡ hoạt động. Thì em thiệt là em á làm cố gắng lắm em gây dựng được, chứ còn nếu hiện tại giờ em thiệt nhằn phát xong nha, chắc chắn với anh em luôn, trong cái buổi tối hôm nay hiện tại đang 24 người vẫn đang có người muốn thôi ok không chơi được nữa chắc cũng đi bang khác. Trong đầu là có hết rồi, có lựa chọn vị trí bang này bang nọ hết rồi chứ không phải không đâu, nên là mình cứ thoải mái thôi. Em kiến một tí anh Khải, chứ còn mà đợi giữ thì Khải không tin thằng này, anh không giữ được nữa. Anh Khải em nói bây giờ em có ý kiến như này, anh nếu mà anh còn chơi để theo vào thì anh nên giữ lại cái bang này để cho anh những anh em còn chơi, anh em ở vẫn còn giao lưu, những anh em trong bang vẫn muốn ở vẫn còn giao lưu, vẫn còn trò chuyện được, vẫn còn hoạt động bình thường anh nhỏ. Chứ tự nhiên bây giờ anh bảo bây giờ bỏ cái bang đi mà anh em nhiều anh em động hơn chục anh em vẫn muốn ở lại hoạt động vui đâu, cũng người ta không đặt nặng vấn đề và lương ấy, người ta chơi để giải trí anh nhỏ. Nhưng mà bây giờ rồi đợi gì nữa xong rồi bang nghe nó cũng hơi rõ. Đây là em đây là Duy đã nói này. Còn đâu em biết cái tâm lý của anh cũng như là em. Anh là tâm anh không có bỏ được. Tự nhiên cái bang thì đang vui, tự nhiên thế này thế kia nghe nhìn nó chán chơi đéo gì. Anh là không có bỏ được. Nhưng mà cái vấn đề lực bây giờ thì anh em chứ. Anh livestream 2 ngày liền cảm giác không thể nào mà làm anh được gì, không đánh được ai luôn. Nhiều khi người ta chửi anh luôn. Anh em chưa hiểu cái cảm giác này. Anh em chưa hiểu cái cảm giác cầm cái bàn. Những cái lúc mình cả một buổi tối mình tự nhà có hai quả chung thôi. Thì đúng rồi, anh thấy bình thường thôi. Nhưng mà em phải hiểu là cái vấn đề là hiện tại bây giờ á không thể nào mà làm được gì. Tại vì sao? Đưa anh vô cái hướng đó là anh không thể làm được gì luôn. Tại vì tự nhiên giờ anh gầy dựng lên biết nhiêu giờ anh em ao bang hết. Xong rồi anh em quay lại xong rồi tùm lum la giờ nó thì em nhớ anh không thể nào mà cầm được. Còn Duy á, Duy muốn cầm anh thử anh gửi lại cho Duy cầm. Đó, anh nghĩ game anh không chơi nữa. Thì đó thì Duy cũng nghĩ rồi thì anh chơi với ai? Em cứ nghĩ đây anh cũng không có chơi được nữa. Đó là ý kiến của em là anh không thể nào mà giữ ban là được em ơi, anh không giữ ban được. Anh không giữ ban được. Một phần anh vẫn nai ở server anh. Chứ còn anh thì anh chơi chỗ nào cũng được. Anh vẫn cầm quản lý cái ban cho anh em chơi. Chứ lúc đầu nhiều khi nói anh em sao? Chuẩn bị server mới nó gột qua nè. Tại vì sao ngày nào khẳng rao tiếng ban, anh em đơn giản này. Tại vì sao ngày 6 tháng 1 anh, ngày nào Khải cũng tiễn, anh em vô ban ngáo. Lý do vì sao? Mà tầm 2-3 ngày nay Khải là không tiễn nữa. Anh em phải biết lý do trong người là Khải là như thế nào rồi. Tại vì anh em đã bỏ rồi thì mình không có chơi được nữa. Đó, anh không chơi được nữa. Không thể nào chơi được. Tôi có ý kiến này. Mọi người cũng có rất nhiều người là xem live của ông thì mới vào server. Đúng rồi, đó, Khải mới buông vô đó. Đấy, thế bây giờ tự nhiên ông bảo người ta vừa vào server như tôi thì tôi vào được 28 thì cũng nói
nhưng có người vừa mua ác như kiểu ông Hoàng ấy chẳng hạn, ông xong rồi tự nhiên nó lại như này, người ta cảm giác hụt hẫng hơn ông rất nhiều. Người ta vừa đầu tư một khoản vào đây để chơi với ông, mà bây giờ ông tự nhiên ông bảo ông giải tán bang như thế là nó cũng rất là khó. Tôi là Khải nói xong nói đây Khải là không không phải giải tán bang, mà Khải đang hướng cho anh em một đi một cái bang nào đó để anh em có thể chơi vui vẻ tiếp tục, chứ không phải giải tán bang. Hiểu vấn đề chưa? Không phải giải tán bang. Thôi mà nói chung không gì đâu, Khải nghĩ thôi, nghĩ thì sao mà giải tán bang được? Khải sẽ đưa anh em đi một cái bang nào đó để anh em tiếp tục anh em chơi. Tại vì sao? Chứ giờ bang giờ chơi không được nữa, chơi kiểu gì? Anh em cứ nghĩ đơn giản chứ, đưa vô này hòn này nọ, điều phi trịch này nọ, nhiều khi chưa hết tự nhiên giờ anh em ao bang, lý do là vì sao? Đó cũng là một cái động lực của Khải, đỡ Khải cố gắng. Mà tự nhiên những người mới vô, người mới vô người cũ ra, anh em cứ nghĩ cảm giác sao mà chơi được. Khải em nói nghe. Tí nói em còn cầm anh không cầm nữa đâu. Anh nhớ cái bạn Tứ Hải không? Nó còn có 6 hạt 7 hạt nó vẫn chơi. Thì anh em mình còn ở đây bao nhiêu mừng vẫn chơi, có gì đâu anh còn. Chơi đi Khải ơi, chạy đi anh em nào, đi rồi đây mốt cái Khải rồi anh em qua anh Khải chơi. Ý đâu mà kiểu như là bạn vẫn chơi, cái bạn chơi đang nào thì vẫn vẫn vậy. Em nói này, em nói này. Mình chơi 1.10k. Nhưng mà anh em sẽ bị nản. Đã tiếp tục anh nói như này, anh em sẽ bị nản, em hiểu không? Như hôm qua em đi thiền, em bị quýnh, em vẫn bị nản mà nói gì anh chi. Nhưng tiếp tục anh nói với em câu này, anh muốn lắm nhưng mà anh giữ không được. Em cũng tức hôm qua mà em nói gì anh tí, em vẫn tức mà. Em kêu đủ cùng bang nhau mà lại đánh nhau vậy. Đó là cái điểm anh đang nhập tâm về các thành viên. Tại vì sao? Thành viên với nhau đi ra ngoài đường gặp quýnh lộn với nhau, em chết em tức. Anh cũng tức giùm em luôn á, chứ giờ em anh là anh muốn đưa cho em. Anh sẽ dẫn cho em tất cả mọi người vô bang AC hoặc là tất cả mọi người vô bang A. Đó. Thì anh em sẽ vui vẻ hơn chưa? Anh không cần chỉ đạo, anh không cần gì nữa, anh cũng là một thằng thành viên bình thường, anh chơi vui vẻ như mọi người. Anh em ví dụ chơi hết ngày, anh em về đi có anh em chơi nói chuyện xong. Anh cảm giác nó thoải mái hơn. Chứ nói thiệt chứ đỡ mà bây giờ bang mình yếu, đúng chính xác là yếu rồi, không cần nói, không phải mình bỏ. Nhưng mà cái cảm giác của anh em này, người cũ đi quýnh người cũ. Cảm giác hôm qua tí vẫn nói anh vẫn cảm giác anh là không chịu được rồi. Đó, em thấy đúng chưa? Sao mà giữ được? Không thể nào mà giữ được. Còn nếu anh em nào muốn giữ á thì anh sẽ chuyển cái ban chủ này lại cho anh em. Khải sẽ cầm ạc hòn bun đi, Khải chơi vậy thôi. Còn anh em muốn chơi sao chơi, chứ còn Khải không. Với một phần ra ban này nọ, không tôn trọng nhau này nọ là mình đã không thích rồi. Lớn chứ đâu phải nhỏ đâu. Từ người này đến người kia. Nên là nói chung là Khải không còn cảm giác nữa mà đứng ra giành cái ban này nữa, không có. Khải đứng không nổi nữa. Cái đứa không nói nữa rồi. Cỡ anh Bi mất tích này nọ thì chứ ra bang chả thấy nói năng gì. Nhiều khi cảm giác mình cầm bang chủ cũng này nọ, cảm giác không tôn trọng thôi chứ chơi gì nữa. Giờ đâm ra lại mất đi gì nữa. Nói chung là bây giờ Khải không còn tinh thần nữa mà chơi, nói thiệt một câu luôn. Không làm được đâu, không chơi được. Nên là Khải muốn đưa hướng cho anh em về một cái vị trí đó để anh em tiếp tục anh em chơi. Chứ còn bảo đảm như giờ này, nói thiệt anh em này, ít hôm nữa Duy không chơi được nữa này. Đó, thì ai dẫn dắt em học đạo buổi trưa. Chứ còn Khải tối nào Khải cũng auto 100% rồi, không giờ thiếu rồi. Đó. Anh em cứ tiếp tục lên tiếng này, còn cô Tý là anh không được cô Tý ơi. Khắp cùng bang em cứ bị người ta chèn ép hoài, em phải cay chứ. Ai tôi nói thật, chơi game đánh nhau là bình thường thôi, không cay chỉ cay hôm đấy thôi, còn lại hôm nay. Đúng rồi. Không làm sao đâu. Nhưng mà tôi muốn bảo là bây giờ có rất nhiều người là xem like của ông để vào trong bang, người ta đã đầu tư bạc xong rồi tự nhiên ông trở này xong rồi ông coi như là bỏ người ta, để biết là ông đưa người ta vào ở bang khác để hoạt động rồi, nhưng mà cảm giác nó bỏ pha giờ ở giữa trường ấy, ông hiểu không? Anh Yên Tử rồi, đừng có nói vậy, trời ơi ông Yên Tử má cây khó chịu dữ. Ông đang nói câu mình đéo hiểu luôn ông ơi. Cái tâm sự tôi nói từ đầu cuối ông không hiểu tôi, ông vẫn nói tôi một câu là kéo vô rồi bỏ đi. Tôi đâu có muốn. Để em nói nè, để em nói. Thì bây giờ đó anh em thì anh Khải, em thì cũng nhỏ nhất, anh Khải thì anh cũng cầm bang thì anh nói. Chứ tôi đã cầm bang tôi thiệt ông chứ, tôi rất là buồn này, tụi ông chưa hiểu bằng tôi đâu. Đừng có nghĩ ra hơn tôi suy nghĩ về cảm xúc không có đâu. Nên tôi đang muốn là tâm sự từ đầu đến cuối là tôi đang rất là buồn. Ông lại càng đẩy mạnh vô cái vấn đề nữa, tôi càng không hiểu nữa. Không, ý là cũng anh tôn trọng cảm giác như anh. Tôi giờ tôi rất là buồn, ông không hiểu được tôi đâu. Ừ,
Cô Tý nói nè em. Bây giờ cũng tôn trọng kiến cãi của nhau vậy. Thì bây giờ anh em có thấy vui vẻ thì ai trở lại ban thì chơi. Còn nếu mà ai muốn đi á thì anh Khải dẫn dắt đi một đó. Đó anh em vẫn như vậy. Là anh em muốn vẫn như vậy là như vậy thôi. Còn Khải là Khải không không thể nào dẫn dắt nữa. Như cô Tý nói đó, Khải không dẫn dắt được nữa rồi. Còn ai muốn ở cứ ở. Còn sao mà Khải cứ theo ý kiến của Yến Tử được. Mình chơi nay mấy tháng rồi. Hello. Ý Khải là nói bây giờ Khải không cầm ban nữa. Chứ không phải là Khải nghỉ chơi đúng không? Bây giờ nếu mà có dắt anh em qua bên một cái ban nhỏ khác thì anh em vẫn hoạt động bình thường. Còn khi nào mà anh em kiểu cảm giác nó lạ lẫm quá thì anh em cứ về cái tọt cái bên đó, như là mình là nhau. Chơi đúng không? Chứ không phải là kiểu là giải là nghỉ luôn rồi bỏ con đi chợ không phải. Nhưng ý nói giờ thì mình giờ bây giờ ai ở đây thì ở đây cũng được vậy có gì đâu. Bây giờ nếu Khải cảm thấy mệt, bây giờ thì Khải cảm thấy mệt thì bây giờ cứ để là cho anh em nào cầm thời gian đi. Bây giờ nè, bây giờ đúng không? Bây giờ ý kiến của mình vậy. Ví dụ như Khải cảm giác không cầm ban nữa thì nãy giờ anh em cũng níu kéo góp ý rồi thì Khải nó nhất định nó cũng không có suy nghĩ lại. Thì bây giờ Khải mà muốn qua một cái ban nào mới, anh em nào muốn đi theo hoạt động đánh lộn vui vẻ này nọ thứ xong rồi cuối ngày về đít cọt nháo mình nói chuyện trong gió bình thường thì cứ đi đó. Còn anh em nào cảm giác như là ở đây quen rồi mà chơi tà thì cứ ở lại. Rồi ai cầm được ban thì nên giơ tay xung phong. Chớ em nói thiệt anh em nè, cái cảm giác với vậy anh em thiệt nha, ban mình yếu á mà bị càng bị đánh á anh em càng gây ức chế cho anh em, nên là Khải không thích. Chứ chơi game chắc chắn sẽ bị ức chế rồi. Nhưng mà tại vì sao bữa giờ mình chơi rất là đẹp, rất là vui vẻ, mà tự nhiên cho đến hiện tại bây giờ thì rất là nhiều chuyện xảy ra. Thì anh em nghĩ đơn giản vậy thôi. Chứ còn Khải đầu tư biết nhiêu tiền mà anh em đầu tư chắc thì bằng Khải mà đòi Khải bỏ con dưới chợ. Nói tầm bậy sao nói được. Nói vậy nên nói không được. Nói chung là cái cuộc vui nào thì nó cũng vậy thôi. Bây giờ nó xảy ra như vậy. Không phải tôi đâu nhỉ. Đúng không? Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn thôi. Lúc tàn thôi. Chơi game thì sau gì. Ví dụ như đấy. Con ơi con. Mình đi hay sao đó. Ai. Mày lấy xe mà chạy xuống quần 6 đi anh với mày đi bơm con ơi. Thôi. Ai ấy? Thôi. Trước Khải là biết sao. Nên là biết sao ngày hôm nay Khải tạo ra cuộc họp này. Đó trước khi anh em có đi một hướng nào đó anh em vẫn vui vẻ nhau. Chứ còn nói thiệt như Yến Tử là nói thiệt nha, tôi nhận xét ra một cái này, ông vô ban thì vì tôi chính xác, nên ông cũng có một chút ức chế đâu để ông lên tiếng thay vì ông hòn bút. Đó, để tôi nói cho hết nha. Ông vô game cũng vì tôi, là tại vì sao? Tôi mua quạt giùm ông, ok ông vô ông chơi thoải mái, rồi ông lại này nọ ông thích mua quạt khác, thì ông cứ mua thôi, ông thoải mái ông là được. Đó, tại mà xong ấy thì cho đến hiện tại bây giờ thì ông vô ban được một tháng hơn đi, thì ông cũng cảm giác ban rất là vui, ông mới vô. Đó, cái đó là Khải rất là ok, rất là mừng. Đó. Tại vì sao tôi lôi kéo vô được gần 40 bạn rồi. Mà cho đến hiện tại bây giờ, hột cái Discord có 23-25 người rồi. Anh em nghĩ mất đâu 10 người rồi. Thì cảm giác thì anh em đủ hiểu rồi. Còn thứ thiệt anh em, như cuộc chơi nào nó không có lúc tàn, không lúc nào mà vui hết. Nhưng mà muốn ra đi một cách anh em vui vẻ, nên là Khải sẽ có một hướng đưa cho anh em về một cái bang nào đó. Anh em chơi nó sẽ rất là vui. Vui hay không là tùy cảm nhận của anh em thôi. Thế còn mình ấy, còn theo như Khải nha. Theo như Khải thì lúc đầu nha, Khải đã đi bằng nào đó là Khải rất là buồn. Khải không có vui được nữa. Khải không có vui được. Khải hoạt động xong Khải cũng gì đi có Khải vậy rồi. Ai muốn nói chuyện với mình thì mình nói chuyện là vui vậy rồi. Đó, cái đó là cái của Khải đang nói. Chứ Khải không có bỏ anh em giữa chợ. Không phải là Khải phát lương xong Khải giải tán. Rồi Khải cho chữ đỏ. Ông muốn đi đâu ông đi. Rồi bà muốn đâu bà đi. Cái đó là tầm bậy. Còn Khải là Khải sẽ hướng cho anh em một cái hướng nào đó để anh em tiếp tục anh em hoạt động, anh em chơi vui vẻ. Đó, còn anh em vui không là anh em sẽ tự cảm nhận. Còn như Khải lúc nói với Duy lúc đầu á, nếu mà gột bàn á, cũng như nói với anh Phát anh Mẫn này nọ, em nói thiệt anh em nha, em không bao giờ muốn gặp ban với ai, bảo đảm 100%. Tại vì sao từ lúc xưa giờ ban mình yếu vẫn chơi được. Đó. Xong ấy giờ xảy ra giờ thiệt là em hết đường, em không có thể nào mà em đỡ cái tình trạng này nữa. Đó, thiệt ông Yến Tử á. Đi ban khác thì ai nhận anh thì anh cùi anh. Đúng rồi. Không anh ơi, bây giờ chẳng hết. Mỗi ban ngáo nhất bây giờ thì ban khác thì ban ngáo nhận anh. Bây giờ anh em mình chơi vui bộ, quạt quạt chứ quạt có chơi đâu. Đi làm còn phải đeo tai nghe vô nghe anh em hoạt động coi anh em có lực quả không. Nói thẳng ra thì anh Yến Tử thì anh cũng cống hiến ban. Đúng rồi. Nhưng mà ông không hiểu, ông tinh thần cống hiến thôi. Ông không hiểu mình. Mất cái bàn này. Ông không hiểu mình. Không có nói vấn đề đó nữa.
Nhưng mà bây giờ quyết định gì đây, ví dụ như mà Cải đã quyết định chắc như định trong cột vậy rồi á, thì bây giờ ai Cải sẽ hướng anh em nào đi thì đi, còn ai không dám ở lại cầm ban được thì lên ý kiến thế thôi. Đúng rồi đó, giờ hiện tại như con ghẻ nói đấy, có gì đâu mà anh em phải nói em rồi, em có bị gian cu này. Anh em phải chơi nhiều server, anh em phải hiểu chứ. Không hiểu được. Cải mà bảo là đi, anh em đi theo, đi bang nào, đi giờ sang đấy cũng được. Anh em sang đấy còn hoạt động có khi còn hơn. Chứ anh em đừng ở lại cầm bang, em nói thật. Anh thì em cầm bang mất thì... nhiều, mất nhiều cái thiệt hoài, nhiều cái lắm. Biết rồi, nhưng mà bây giờ nhiều người người ta vẫn muốn thì theo ý kiến người ta thôi. Anh nhưng mà em nói như này để cho anh em dễ hiểu mà. Bây giờ, Cải cầm bang thì anh em kể cả yếu hay mạnh có thể vẫn vui vẻ với nhau đi, vẫn thoải mái, anh hiểu không? Nhưng anh em sẽ bị thiệt thòi rất nhiều, nếu mà Khải không cầm bang anh em bị thiệt thòi rất nhiều, nói thật. Yếu là một phần rồi, yếu như mình đánh nhau tối đến mình nói chuyện với nhau vui vẫn thấy sướng, anh hiểu không? Vẫn thấy sướng. Nhưng ông Khải không cầm bang nữa, nhiều cái thiệt thòi anh em nói chung là nó thiệt thòi cho mình nhiều cái. Nên là ví dụ mình có thể mình ông Khải ông giới thiệu mình sang ông C, ông D, ông E này thì mẹ mày có thể như thế, mình ở bên đấy mình hoạt động bình thường thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ vấn đề bây giờ là nhiều anh em người ta không có quan trọng về vấn đề thiệt thòi thì sao, người ta vẫn muốn ở lại, yếu cũng được thì sao, ví dụ vậy thì cũng tôn trọng người ta thôi. Ví dụ ai muốn đi theo lại thì đi. Em nói anh là lo không đủ sức duy trì đâu con ghẻ, đúng rồi, không đủ sức duy trì được. Đầu tiên nói thẳng nha. Nè, đỡ Khải là đừng có nói trả lời câu hỏi của Cun Ghẻ này. Cun Ghẻ là ý là cũng không phải trả lời của Cun Ghẻ, mà ý của Cun Ghẻ là vẫn có nhiều anh em muốn ở lại thì cái đó đỡ tùy của anh em thôi, thì Cun Ghẻ nói đúng. Đúng chưa? Nhưng mà anh em ở lại rồi, ai là người dẫn dắt anh em, ai là người sói, ai là người tính từng ly từng tí này nọ đỡ cho anh em khỏi bị thiệt, ai là người hướng anh em đi một hướng tốt hơn, và ai sẽ là người đưa ra đường lối dẫn dắt đỡ bang đi phát triển hơn. Đó, cái đó lại đang rất là khó, nên là Khải vẫn muốn anh em đi một hướng nào đó, anh em có thể thoải mái hơn, anh em có thể chơi 5-7 tháng, gần 5 nữa nè, vẫn ok. Bây giờ cho mình, đó. Mình đi kiếm cuối đi, mình đi kiếm cuối nè. Nếu như mà Khải đã nói như vậy á, mà nãy giờ anh em á nói khuyên Khải không được, và anh em sẽ tôn trọng ý kiến của Khải. Anh em nào mà cảm giác còn nhiệt, còn chơi, hãy sẽ hướng anh em đi một bang nào đó, thì tất cả anh em đều về một bên hết. Đúng rồi. Sau đó nào hoạt động mình vẫn hoạt động, mà cảm giác mình hoạt động sướng hơn hiện tại bây giờ nữa, thì mình cứ qua mình chơi. Không được khi nào đó mình cứ cuối ngày đúng không, hết hoạt động mình lại về đi cột nháo, mình chém gió như bình thường. Đó, chuẩn đó, chuẩn luôn ấy. Chỉ khác là cái trên đầu mình không có chuyện nháo thôi. Đúng rồi, khác cái đầu mình không còn chuyện nháo thôi, rất là buồn ấy, mà đơn giản lắm. Tại vì trước buồn thì cũng buồn, nhưng mà nếu mà F7 ra thì vài tháng nữa thì cũng mất chuyện nháo thôi, trước sau cũng vậy, nên em thoải mái thôi, không có gì đâu. Đó, ông Cun là vì sao ông Cun không hiểu ý không? Ông Cun là xem like Khải đây là hai năm mấy anh em cũng không khác gì luôn. Duy thì cánh thì trái không nói rồi, còn thằng Cun ghẻ nè. Anh em biết sao Cun ghẻ là vô trong bang chơi không? Cũng từ Khải mà ra, từ Đại Tung Sơn, Hành Sơn. Duy, đó. Vô dịch nữa ba, vô dịch nữa. Rồi bên này nó thiếu cha gì server. Là nhưng mà bây giờ này nói anh em này, tớ thì tớ rất là mong muốn là đi cùng với anh em, nói chung ở ban nào cũng được, ban áo hay ban nào cũng được, nhưng mà cứ đâu một cái nhờ ban áo là tớ đi, tớ là cứ như vậy, cứ nghĩa là nhờ cái thầy viên em nói anh nè, bây giờ thì anh em xác định đi là đi chung hết. Đó, Khải đang muốn là như vậy á. Như anh nói anh em đông thì nó mất quan điểm đi, anh em đi đi hết. Không, anh vẫn muốn mà. Thì đi thì cũng có nhiều người, ví dụ như nhiều người. Đúng rồi. Đi Khải nhiều người không ra cùng Khải. Đúng, chính xác, chính xác. Chính xác. Còn này á là không có ai mà ví dụ như anh em đi đông mà đi không ai. Ông cũng nói chứ em. Từ. Để em nói, đợi anh này. Cun ghẻ nè. Bạn có nhiều đó chuyện, giờ bạn là bây giờ mình gom lại coi còn bao nhiêu anh em chơi được không, cũng được đây, thôi. Đây, Khải nói để nè. Khải đỡ nhức đầu. Nói chung á là Cun ghẻ là nói với anh Phát là cũng đúng. Như Cun ghẻ nói á là đi hết, anh Phát nói đi hết thì nó sẽ hay hơn nhiều, rất là nhiều. Đó, em cũng đang muốn đúng như vậy luôn. Em cũng đang muốn như vậy luôn. Nếu mà mọi người trong đây mà đã xác định mà qua ban chứ còn gì đó hay là gì đó là người ta đi thì đời nào nữa, ai còn ở đây nghe nữa. Thì Khải là muốn nhiều đó là đi hết luôn nó mới vui. Còn biết sao không Cun ghẻ? Nên là Khải nói là đi hết luôn nó mới vui, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề thứ hai là Khải nói Khải không ép được mọi người.
anh em có thể tùy chọn hướng đi riêng đó, thì mình không ép được Quân nên là Khải vẫn kèm theo cao thứ hai. Quân ghé hiểu không? Đúng, đó đúng. Không kèm, không thể nào mà ép anh em giờ, đi chung được. Bây giờ anh tổng kết đây mà ừ. Bây giờ là Khải sẽ không cầm bang và sẽ hướng anh em sang một cái bang khác đó, cho em không có bỏ anh em, em không có bỏ anh em được. Hãy hướng anh em sang một cái bang khác. Trước khi mà sang bang khác ấy thì sẽ hỏi ý kiến anh em là vì sao ống điện đi trời, mệt ghê luôn á. Là sẽ đi, là sẽ đi thẻ bao nhiêu đấy, bao nhiêu, còn ai ai đi theo, ai đi sang bang đấy thì đi, còn ai có ý kiến riêng thì vote lên. Để đúng rồi, cái lúc mà chuyển bang qua ấy. Bây giờ nè, này thế kia. Bây giờ nó nghe nè, anh nên mở rồi. Bây giờ Khải thấy bang nào hợp với tình trạng server. Đây. Cảm thấy anh em qua điều kiện tốt hơn thì ừ. Khải sẽ hướng dẫn anh em qua bang đó thì anh em qua, còn những anh em nào khác thì không cần phải bot, anh em nào muốn đi thì đi. Thấy rồi, bot là đúng rồi. Khải anh có ý kiến nhỉ. Nếu mà nếu mà đi thì nhớ phải bảo cái bang nào có cái ông cùi ghẻ 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 phải cho đi theo nha. Ok mày được chưa? Khổ lắm. Quá, bây giờ mà ông mà không cho nó vô là nguyên đám tụi tôi qua bang khác. Sợ nó vậy thì đúng rồi. Chứ bang em ghẻ nhất nữa, bang ngáo chứa rồi em không bang ngáo ai ai được rồi. Đúng rồi, sợ chứ. Anh gánh mày, anh gánh mày, anh gánh mày. Ba người ta mà có hậu cần cung cấp tấm kim người ta mừng nữa anh. Ừ, hậu cần được chứ. Lo gì. Nói chung là cái hướng đang đi bằng nào là Khải đang suy nghĩ nên là rồi. Cái này chắc đỡ Khải trả lời sâu. Cái này là để Khải hướng anh em đi. Nói được chung không? Là bên nào thì bên nhưng mà mình nói trước là mình không qua bên nào đâu. Thôi không qua bên nào nha. Nói trước AV là tôi không bao giờ tôi đi đâu đấy. Em cũng nói thiệt anh em luôn này. Nói thiệt anh em luôn này. Em cũng không qua bang A luôn. Nói thẳng một câu, em không qua bang A. Còn anh em nào lúc đó em tính sâu. Qua AC anh nha mày. Em không qua A đâu. Nên là cái vấn đề này em thôi, em mà giáo được thôi. Ừ. Không qua bên tình luôn, không có qua bên cánh gia luôn. Nên là cái vấn đề này thì đỡ sau cái đợt phát lương xong xuôi đâu, đầy đủ đâu đó là em sẽ làm clip. Em sẽ like trực tiếp và cho tất cả anh em hướng anh em về bàn nào đó, anh em bàn tiếp một lần nữa. Đó vậy thôi. Hôm nay coi như bàn là rõ ràng. Nhưng là anh dặn trước tất cả anh em ở trong Discord nha. Mình chờ lấy hết thuật lương hoạt động đã. Rồi mình theo cái hướng đi đâu thì đi. Chứ đừng có ao trước nha. Anh em đi rồi BM anh em quay lại lấy lương thì nó hơi nó mất hay đây. Nhưng anh em vậy thôi. Đấy, nói thẳng. Anh em đừng có giận dỗi gì cả. Còn vài ngày nữa thôi. Nên em nói cũng như là mình nghỉ Tết đi. Cũng như mình nghỉ Tết rồi mình có một cái nhà mới rồi nè. Đó. Sẽ, là... Khải sẽ không dẫn dắt anh em nữa và sẽ có người mới dẫn dắt anh em nhỏ thôi. Còn Khải đã đi là Khải chỉ làm lính thôi, Khải không cần làm ai hơn ai ấy. Anh em Khải xuống, lúc đấy Khải xuống làm dân thường thôi. Đúng rồi, Khải cũng đâu cần gì đâu. Anh em nói thẳng với anh em là anh em cố gắng ăn cái Tết. Xong rồi qua tính sâu. Cố gắng chơi thêm một vài tháng nữa rồi chờ đó thì anh em mình làm lại thế thôi. Còn em sao mà bỏ anh em giữa đường được. Làm gì làm mà hướng anh em đi cho anh em vui, chứ còn vui hay không là tự anh em cảm giác thôi. Đạt ạ, đếm vào được tung kim Đạt ạ. Phe hả? Anh không vào được tung kim. Rồi nãy giờ anh em nào còn ý kiến nào nữa không? Không, vậy thôi ý kiến gì nữa. Ý kiến này. Rồi được rồi. Ý kiến này nói chung là anh em ta ở lại. Tinh thần đoàn kết từ trước giờ. Anh Mẫn chào anh em. Đã đăng kết với nhau qua bao nhiêu tháng, qua cái thời gian. Thực ra đến nước này thì thực sự anh thật là chúng ta đã yếu. Thực sự yếu rồi, bây giờ dù nó ở lại gắn kết với nhau đi chăng nữa là một điều vui cho anh em, nhưng mà nó thiệt thòi như Duy nói đấy. Nó chỉ thiệt thòi cho anh em. Vì thứ nhất là không được, mình đi chơi game cảm giác không được chơi game ấy. Nó ức chế lắm. Đó, ức chế đâu. Nó ức chế cực kỳ. Đi hai quả thì bị đánh quả, đi đánh boss thì bị đổ xác rồi nó KF. Rồi là ví dụ như đi thuyền chẳng hạn, đi thuyền như thế thì cũng méo được đi thuyền, kể cả đi trả nhiệm vụ cũng đeo được. Cái nội chế nó cay trong lòng, rồi đến lúc mà cảm giác nó chán trường game hay là nó bực tức trong người. Nói chung là khó, nếu mà cảm giác mà nói chung là đến mức độ này anh nghĩ là cũng giải quyết được, cũng là ok. Thì anh em xem là nếu mà chúng ta còn ngày nào ở lại với nhau thì còn ở lại, còn ơi thằng hoạt động thằng cho vui vẻ. Tao không vào được ăn à. Ừ. Sau này thì nếu em đang đánh như đấy một bang nào có của nó tốt hơn thì em sao vậy đấy. Đúng rồi anh vẫn vào cái ăn chơi
Nó là thì anh em cố gắng ở lại hoạt động đến nó báo gì ở lại ngáo đến sau Tết thì anh hay chỉ muốn ở lại ngáo sau Tết, dù thế nào dù được hay dù thắng dù thua hay là dù có lương hay dù thế nào cũng được, chỉ muốn là cái vui thôi. Ừ thì nên chém gió thôi, được thì cần chém gió là ừ vượt hải thì không ấy thế thì một con này nên chém gió cũng được, chứ còn cũng tâm này thì thực sự là để mà công thành nhặt quả thì khó, công thành nhặt quả này nó không làm được, không còn gì riêng chúng ta nữa. Đấy, buồn thực sự là buồn. Rồi này mới nói đó, giờ có cỡ này nó thiệt chứ không thể nào mà mình làm được, tại vì nó rất là khó, khó lắm. Đi hết nhiều nên là không thể nào làm được gì. Như anh Thức nói vậy thôi, nên em mới nói thì anh em có đồng ý đi bằng nào là ok rồi. Vì vậy chốt thôi chứ còn không còn gì để nói đâu, khó lắm. Nếu mà như vậy thì anh em cố gắng đi chung vào một bang để anh em mình nó gần gũi nhau hơn. Chứ giờ nếu mà anh em mình cứ chia đàn xẻ nghe ra hết thì đây mình đi chơi game từ mấy tháng nay giờ mình đi nó hụt hẫng mà mẹ nó. Nên là sao cố gắng, nếu anh em mà cố gắng được mà đi vào một bang theo Duy Khải đấy thì mình sau này mỗi cái lần hoạt động xong anh em mình phải đi còn bên mình nói chuyện cũng bình thường. Đúng không rồi. Ảnh hưởng gì nó tự nhiên mình có cảm thấy nó gần gũi nhau hơn. Cùng một bang thì nó gần gũi hơn. Cái là nó biết, ví dụ như giờ cho ghẻ nói cái là biết ừ đấy, cho ghẻ đang nói chẳng hạn như vậy. Nó dễ, còn kia thằng lâm chả biết thằng nào. Ừ, chả biết ai. Nói chuyện nhất là đùa được, nó đã vui. Đúng không? Anh nói lại đúng không? Đúng. Ừ, đúng rồi. Đúng. Nghe anh em cái này. Ừ. Phải không? Ơi. Bố mình giữ gìn sức khỏe chứ. Bố học hành gì? Đó, nói chung là không biết anh em còn ý kiến nào không, được Khải chốt lại một lần nữa xong luôn rồi anh em nào còn ý kiến nào nữa không anh em? Tâm sự nào nữa không anh em? Còn không thì đỡ Khải chốt lại một lần nữa là coi như là ok, mình anh em mình chốt. Đó. Ai có ý kiến nữa? Em có ý kiến đó. Ok. Bé Hùng. Anh em mình. Vâng, anh em mình ác lắm. Làm em ướt mất bao nhiêu khen giấy ở đây. Không học hành. Ô không thật, nói thật nữa. Đúng rồi, anh nói, em nha, nói thật đấy. Nói chuyện ra thì bà nó nổ ra đài luôn đấy. Nói chuyện và những lĩnh vực mà mỗi lần tâm sự này mà có những cái câu nói là đi vào lòng người là nổi ra gà đấy. Nói thật đúng luôn. Em cảm động từ bến em nghe em gọi em chảy nước mắt luôn vợ em ạ. À. Nghe gì mà chảy cái nước mắt ấy. Anh đang xem anh ngâm đọc. Em đang nghe chuyện ma. Em đang nghe chuyện ma. Thôi anh em mình thì đi thì mọi người cứ tập trung lại một ba. Nói chung là nếu mà được anh em mình hướng về một bang nào đấy cũng ăn không được. Đấy, anh cũng không quan trọng yếu mạnh hay là khỏe hay thế nào hết. Quan trọng là anh em mình gắn bó nhiều ngày rồi đấy, là mình quen biết nhau rồi, nói chuyện với nhau, vui đùa với nhau rồi. Nó dễ nói chuyện hơn. Chứ quan trọng gì đúng rồi. Yếu đâu, nhưng mình đi toàn vui chủ yếu mà. Cứ toàn mấy ông ngáo nói chuyện với nhau thì hết cả ngày. Nói chung mỗi khi mà đến cái giai đoạn này nó thiệt nè em, chứ Khải không thể nào mà kìm lòng được, nó thiệt. Đây là lần thứ hai Khải giữ một cái bang mà Khải phải gỡ gì một người khác chỉ đạo lãnh đạo anh em. Thì Khải rất là buồn, bảo đảm anh em luôn. Duy chơi Khải từ server bên Hành Sơn, Khải Duy biết nè. Trước khi đi Khải cũng làm một cái bang hộp như thế này nè. Đó, khai hộp trong vòng 30 phút, thiệt hơn tí. Anh em nào cũng buồn cả, bảo đảm. Đó, tại vì sao? Tất cả cái gì mình có vui có buồn, sóng gió bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đi, năm hơi cao, bao nhiêu tháng, dành dùm hết tình cảm của nhau, rồi tính ông nào ra sao, hiền rồi dữ, hoặc là tính ông nào ganh quá, tính ông nào hờn hờn rồi này nọ này, nói chung là mọi người một tính là Khải chiếu ban cho dưới trong Duy là cũng hiểu hết rồi, mọi người một tính rồi. Chứ không ai giống ai được, nhưng mà đã đến ngày hôm nay thì nói chung là rất là hạnh phúc rồi mọi người, rất hạnh phúc. Tại vì sao? Mỗi khi Khải up lên kênh trên kênh là ngáo, lúc nào cũng đoàn kết vui vẻ. Đó. Thì Khải rất là muốn vậy. Nhưng mà như Khải nói bây giờ thì thôi, thì mình nên đi hướng nào đó để anh em có thể khỏi bị thiệt, để anh em sẽ vui vẻ hơn một chút nữa, để cảm nhận hết cái con game này với cái cấp độ này nó ra sao, rồi anh em sẽ ok hơn. Rồi anh em mình sau này ra server nào đó anh em mình tiếp tục chiến tiếp thôi, cái vấn đề ở đó. Rồi vậy thôi. Thì anh em mình đã chốt thì đỡ em vài ngày nữa em xong xuôi tất cả thủ tục đâu đó thì em sẽ hướng anh em về một bang.
thì anh em cứ đi chung. Nếu mà anh em đi được hết 100%, ví dụ như hôm nay được 25 người, anh em đi được hết 25 người thì ok luôn, càng sướng luôn. Còn em mà không đi được thì thôi, mình cái này mình không ép được. Đó. Đấy, anh em thấy không còn gì nữa chắc ok thôi. Con người mà thì cũng có người nọ người kia, ví dụ như người thích đi bang này, người thích đi bang kia. Ví dụ như người thì có bạn ở bên bang này, người đi theo Duy Khải chẳng hạn như vậy. Nhưng đúng mà rồi. Thì từ nãy anh nói quan điểm đấy là ví dụ như anh em trong bang mình ấy mà đi ở số đông ở cái bang nào đấy thì anh sẽ đi theo với anh em đấy để đi được, để mình có tiếng nói chung nó được nhiều hơn ấy. Dạ. Thì anh nói như vậy thôi, chứ còn anh đi bang nào thì... Nhưng mà em nói trước nha, mà anh em nào mà qua bang khác cũng lộn mà không được giận. À, đó, đúng chính xác, con ghẹ nó nói cầu đúng rồi. Chung là đúng rồi. Tí, tụi cô tí mà qua ma giáo, gặp anh chặt chân. Ví dụ vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Các ông cho cùng bang đó mà chặt chân tôi nữa. Không ai kêu, tôi kêu cái bót cho nhiều. Rồi, dần Duy đâu rồi, Duy đâu rồi, Duy ơi. Duy. Sao anh chơi? Anh đang cần tiếng nói của em để kết thúc video. Nói gì vậy? Anh đang muốn em chốt lại những gì anh đang và tất cả anh em nói ngày hôm nay, em chốt sẽ anh em sẽ hiểu hơn. Không phải làm gì em đúng không? Rõ chưa? Em nghỉ hay không, em không chơi nữa hay không? Anh em lên đi cùng một hướng thì nó sẽ... Đúng rồi, đi cùng một hướng tốt hơn, nó vui hơn. Nó đoàn kết hơn, nói thật đấy. Còn đâu có nhiều anh em cứ bảo cứ nghĩ nó đơn giản, nhưng mà 3 ngày là anh em tự nhiên lại thay đổi ý kiến ngay, em nói thật luôn. Đúng rồi. Anh em nào đi thì đi gần tôi, ví dụ tôi vẫn ở cứ để cái bang á để tôi ở lại. Nói anh em 3 ngày anh em nghĩ nó cuộc sống là ý nó khác ngày, em nói thật đấy. Anh em phải trải qua nhiều xe vò mới mình cầm một cái xe vò mà cầm một cái bang, tự nhiên bang nó hụt hẫng, tự nhiên nó cái cảm giác nó khó lắm, khó đéo nói được ấy, cảm giác nó đéo không biết chơi kiểu gì luôn ấy, thế nên là không còn muốn chơi game luôn ấy. Nên là như đêm qua em nói chuyện với Khải Mẫn như thế đó. Nghỉ Tết thôi, còn đâu anh em chơi thoải mái đầu năm sau mà giải chuyện sao. Ok, đó, giải xì coi như là xong rồi, cái gì đó vài hôm nữa Khải chốt anh em một cái nữa, anh em mình đi cùng nhau, ok chưa? Nhưng mà anh dặn Khải nha. Ok anh, sao? Đi là phải cho thằng Đạt nó đi đấy chứ không mà Đạt khác đâu. Đi chứ. Đúng rồi anh. Nó hậu cần mà sao bỏ được anh? Đừng bỏ nó, tội. Được chứ Đạt ơi, anh nói vậy được chứ Đạt ơi. Đặt lên phím một cái anh em đặt rồi. Chắc là ổn biết rồi. Sẽ văng lát đi, văng lát. Ôi sao em cùi rồi. Hả? Không vô được. Yến Tử ơi, Yến Tử. Hỗ trợ đi à. Anh em biết không, Yến Tử ơi. Hỗ trợ thì kiểu giờ nó vô được. Anh em mình nói chuyện vui vẻ nhá, đừng đúng rồi. Không biết em giận gì. Đúng rồi. Đó là do ông Yến Tử chưa hiểu em thôi. Chưa hiểu thôi. Em cùi nhất bang thì ai cũng biết rồi. Chứ còn ông mới vô bang thì em chưa hiểu được. Được chưa? Vậy là anh em mình vui vẻ nha. Nên là anh em đi là đi hết nó mới vui. Chứ còn anh em bỏ đi một mình nó buồn lắm. Nói chung là thực ra là anh em đang gắn bó với nhau rồi. Đúng rồi. Bỏ cái bang không được cái bang. Nói đúng là bỏ cái bang này đi cũng buồn. Nó thắng là anh em mình không còn được tự do nữa. Đấy. Đúng rồi. Sẽ theo người khác. Không phải theo ý mình nữa, mình muốn làm gì mình làm là không theo ý được nữa. Theo chồng. Chắc chắn là vậy rồi, Yên Tử ơi, chắc chắn là vậy. Còn bây giờ anh muốn dặn Khải một lần nữa này. Là qua là nói bây giờ qua bang tôi qua bên này có ạc búp ạc đồ đấy. Nói rõ luôn cho người ta. Đúng rồi, em nói rõ luôn chứ. Ví dụ ạc búp bao nhiêu ạc, nghe mi bao nhiêu ạc, ạc cày điểm tống kim bao nhiêu ạc, rõ ràng anh. Đấy, nói rõ ràng luôn. Tại vì anh em vui, anh em tôi vui, ông cho được không? Đó. Mình phải nói rõ là chứ được lòng trước mới được. Đúng rồi. Thà nó không cho thì nó không cho thôi, mình đi bang nào được mình đi vậy thôi, chẳng gì đâu. Nhưng mà giả sử bang đó nhờ đâu mà đúng không? Đủ hết. Đủ anh, nói chung như anh vừa hỏi á thì có đủ hay không? Theo em nghĩ nha, thằng AC á nó cao lắm nó có 60 ạc thôi anh ơi. Còn dư 20 slot là cái chắc 100% đó. Đó, còn ví dụ như ma giáo á thì mà nó dư là 100% rồi, băng tình nó đủ 100%, chỉ có mình A nó mới full thôi. Đó, chỉ có mình A nó mới full thôi. Còn nói về vấn đề của băng nào á thì nói thiệt anh em nha, Khải đã chơi từ đầu server, Khải quấn thằng nào, Khải như thế nào là Khải 100%, Khải không về băng nó trừ khi Khải nghỉ game. Đó, cái đó là câu lúc nãy Khải nói. Nhưng mà tại vì sao Khải sẽ hướng đem đi một cái băng khác? Tại vì vừa rồi bên AC nó gộp về, tình gộp về, này nọ nó gộp về thì anh em sẽ mở rộng cái cơ hội để anh em tiếp tục phát triển cũng như là
chơi game nó sẽ có một cái đẳng cấp hơn một tí nữa. Chứ anh em giữ lại, nó thiệt như Duy nói, giữ tất cả anh em nói, giữ lại khó lắm, không ổn đâu. Đầu tiên người dẫn dắt này nọ được, tất cả mọi cái vấn đề thiệt anh em không có giữ được đâu, khó lắm. Nên không, là không có giữ được đâu. Không giữ được đâu. Các thứ rồi này nọ rồi lương lậu nhiều đó không có làm đâu. Khó lắm, không được đâu. Nên là cứ đi hướng sinh thái hướng như vậy. Ba cái muốn nhắc lại, thứ nhất là thông báo hoặc, cái thứ hai là thông báo anh em là đi bang nào, cái thứ ba là đi vào ngày nào để thông báo anh em on thì đi vào một lượt luôn cho nó. Đúng rồi, đúng rồi. Em nghĩ là sau phát lương cuối cùng anh ơi. Ừ. Có nghĩa là ba cái là anh nhờ cái. Đúng rồi. Em nghĩ là sẽ là sau phát lương cuối cùng và anh em mình sẽ họp một lần nữa. Đi thì đi cùng một lúc luôn chứ mà đi rải rác thì nó hơi phiền hà người ta. Đi rải rác nó không được hay nha anh em. Anh em trong bang nhớ nè. Đi cùng một lúc thì cảm giác nó khí thế hơn. Khí thế hơn. Chứ đừng hôm nay out, ngày mai out, ngày mai kia out. Đồ thì lúc đó là cảm giác bang còn gì nữa đâu. Anh em cứ nghĩ đơn giản, anh em đi chợ bây giờ mình mua cái áo mới mình mặc đi. Khi nào cái áo đấy cũ thì mình cởi ra mình vứt được một cái áo mới. Đấy, như vậy đấy. Đó, có phải là bây giờ nó nói ra thẳng thừng ra anh em mình không nhẹ bên đó. Đó, thì Khải đang muốn chỗ đó. Ban đầu nói chung là Khải nó nhiều khi anh em không hiểu. Nên nó ý kiến gì thôi. Đâu. Thì Khải mới nói là làm gì làm anh em phải hiểu được. Thì anh em mới cảm giác thằng Khải đang đưa đứng đi đúng, chứ không phải đưa đứng đi sai. Mà nên là Khải đừng có lo lắng là qua bên đăng khác mình sẽ bị lạc lõng hay không quen. Hoạt động thì cũng hoạt động, anh em cũng tắt mít. Cũng tắt mít à, đúng rồi khác. Anh em về phòng khác nên nó vẫn đã chuyện. Về đến giờ tông kia anh em về đánh vậy thôi. Ví dụ anh em thích đánh vậy thôi, bình thường mà. Vẫn nói chuyện bình thường. Cũng giống nhau thôi, khác mỗi cái tên. Tại vì cái giờ hoạt động thì cũng 12 giờ trưa thì anh em nào online được thì lên, nó có ép hay không thì là quyền bên băng nó, mình không có biết được. Còn buổi tối là 100% là phải có rồi, còn mà nó có kích anh em hay không á là cũng vì vào cái sự hoạt động của anh em nữa. Tại vì lúc đó Khải không có quản lý anh em nên là Khải không có nói này nói nọ được, người ta nói anh em thôi. Thì anh em cảm lúc đó Khải đưa hướng dẫn rồi mà anh em qua bên đó bị nó nói này nói nọ hoặc là không hợp lý của nó thì nó sẽ tự động BM riêng cho anh em. Và vấn đề đó thì hai người tự giải quyết thôi. Lúc đó là Khải không có níu kéo anh em cũng như là không thể làm được gì anh em nữa rồi. Đó, Khải cũng như một người bình thường thôi à. Đó. Thì giờ cứ đến chờ ngay đó thôi. Rồi thì sẽ được qua sẽ gặp với anh em. Đúng rồi. Không ra đâu nghe, nói thẳng thường thường qua Nga. Đúng rồi. Nó thực sự thì trong game này anh em đến lúc này khi mà AC nó sang nó gộp vào rồi. Server cũng rất chi là nghiệt. Cho nó hay nghiệt, lên. Không nghiệt ngã đối với anh em mình. Không nghiệt ngã đối với anh em mình xưa lắm. Nó có sự con chen cái gì nó khốc liệt, cực kỳ khốc liệt. Đúng rồi. Mình đang thế yếu thế nên chèn ép mà nó chế ước chớ liền nhớ em thấy khó chịu nhớ mình lấy thì thế giới kìa nhìn anh thức đi đâu chứ anh thức đi thôi. Ok chốt đi, em đánh thông kim nha mọi người, đánh thông kim này nha. Game không đấy mà đồ game đâu đánh nhanh à, đâu đang chưa giành được luôn phải chịu rồi. Ai đánh liên minh không ạ? Ai đánh liên minh không ạ? Ok anh em nha, nói chung thì cuộc vui nào cũng có lúc tàn mọi người. Ban mình thì đã trôi qua đây gần 7 tháng hoạt động rồi. Thì nói thiệt anh em ấy, thì những cảm xúc của mọi người, từ trưởng lão cũng như là thành viên trong ban cũng như là những người mới vào ban, thì vui buồn thì anh em đã thổ lộ hết trong video ngày hôm nay rồi. Nói chung là Khải là lên video này á, chắc chắn anh em là Khải đang rất là buồn. Tại vì Khải không muốn như thế. Nhưng mà cái lý do tại vì sao thì Khải cũng đã nói từ đầu video rồi, thì anh em có thể xem đó là một động lực để anh em băng áo Khải kiếm qua một ban nào đó tiếp tục hoạt động duy trì server. Và sau này nếu như 5-7 tháng sau S7 nó ra đi thì anh em mình nếu mà còn tái hợp với nhau thì có thể qua S7 buông tạo những hồi tiếp tục cũng như là tạo tiếp tục một cái băng áo để hoạt động tiếp. Ok chưa nào? Và anh em mà xem video này cảm giác mà thích thì đừng quên để lại cho băng áo mình một like chia sẻ cũng như là video của Khải một like chia sẻ nha mọi người. Và nói chung mong rằng anh em cứ ủng hộ băng áo, thì nếu mà băng mình thành công thì qua S7 thì chúng ta cũng sẽ làm lại thôi anh em. Còn chắc chắn anh em rằng sau video này Khải up lên thì Khải chắc cũng đang ở một vị trí băng khác là mọi người, và Khải cũng chỉ là một người thành viên cho vui thôi. Khải cũng cầm ạc, Khải đi hoạt động bơ ca này nọ rồi cũng cùng với người ta, Khải cũng tắt mic, Khải nghe người ta nói thôi đó, chứ Khải không có sói hôm nay nọ nữa nha anh em. Rồi nói chung thì anh em xem video của mấy chủ Lương Sơn Bạc này thì đừng quên luôn ủng hộ Khải một like chia sẻ nha mọi người. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.